Kể từ ngày hợp tác cùng nhau trong nhiều dự án thiện nguyện đầy ý nghĩa tại châu Phi, Thùy Tiên và Quang Linh Vlog đã là một cặp đôi được cư dân mạng gán ghép liên tục. Mới đây khi được hỏi là cô có muốn ship Thùy Tiên với Quang Linh hay không, Hoa hậu Hồ Hạnh ngay lập tức cho biết hiện tại không theo dõi nhiều trên mạng xã hội do lịch trình của Hạnh cũng khá dày. Nhưng nếu được đồng hành và hỗ trợ Quang Linh hay Thùy Tiên đang làm những dự án ý nghĩa cho cộng đồng xã hội thì đó là điều tuyệt vời. Còn ship về tình yêu thì Hạnh nghĩ là ông trời kết nối người nào thì tự họ sẽ đến với nhau. Người đẹp ngập ngừng và nói thêm, nhưng mà cái nào cũng được vì Quang Linh là người rất giỏi, ấm áp và đã làm rất nhiều dự án cộng đồng ở châu Phi. Hạnh rất hâm mộ và từng ước gì có cơ hội được đi châu Phi để thăm Quang Linh vì mình thấy những video của Quang Linh rất dễ thương. Có thể thấy rằng dù không biết sự kiện Thùy Tiên đi Angola làm từ thiện với hot YouTuber, nhưng cô nàng vẫn bày tỏ sự hưởng ứng. Đặc biệt, Hồ Hạnh cũng bày tỏ lòng hâm mộ với chàng trai ấm áp Quang Linh. Hạnh rất hâm mộ và từng nghĩ ước gì có cơ hội đi châu Phi để thăm Quang Linh vì thấy những video của Quang Linh rất dễ thương. Tuy nhiên, phát ngôn này lại vấp phải một số bình luận tiêu cực từ phía các cư dân mạng ủng hộ cặp đôi Tiên Linh. Thôi bà ơi, Linh là của Tiên, đừng có mém mém nha. Thôi xin đó, làm xấu đội hình. Quang Linh có Thùy Tiên đồng hành là được rồi. Anh chỉ follow mình em là hiểu rồi nha mọi người. Thậm chí có người còn nảy lên ý kiến ship thuyền Hồ Hạnh với Đạt Villa để ai cũng có đôi. Cách đây vài ngày, Đạt Villa chia sẻ trên trang TikTok cá nhân của mình một đoạn clip ghi lại cảnh anh cùng ekip đi từ thiện ở Hà Giang. Sau đoạn clip này, fan của anh chàng hết lời ca ngợi idol với tấm lòng lương thiện, sẵn sàng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn. Thậm chí gia đình Villa còn cho rằng hành động của anh chàng đáng ca ngợi, chẳng kém gì Quang Linh Vlog. Chưa dừng lại ở đó, nhiều người còn tích cực đẩy thuyền ghép đôi Đạt Villa với Hoa hậu Thùy Tiên. Cộng đồng fan của nam TikToker cho rằng anh chàng hợp với Thùy Tiên hơn Quang Linh Vlog, bởi hiện tại Đạt Villa đã chia tay bạn gái, đang độc thân lại ở Việt Nam gần Thùy Tiên hơn. Trong khi đó, Quang Linh Vlog lại đang xây dựng và phát triển sự nghiệp ở tận Angola, khoảng cách địa lý quá xa xôi với Thùy Tiên. Điều này khiến không ít khán giả phải dở khóc dở cười vì màn đẩy thuyền lạ lùng nhất lịch sử. Bên cạnh đó, không ít khán giả cũng cho rằng nếu Đạt Villa thực sự có tâm sáng muốn làm từ thiện thì nên âm thầm thay vì lên clip phô trương như vậy. Điều đó cũng khiến nhiều người suy luận anh chàng chỉ đang cố tẩy trắng cho những lùm xùm thời gian vừa qua. Trước đó, sau khi Đạt Villa chia tay bạn gái người Indonesia, gia đình Đạt Villa cũng tích cực đẩy thuyền anh chàng với Thùy Tiên. Thậm chí một số fan còn làm hẳn clip ghép ảnh Hoa hậu Hòa bình Thế giới với idol của mình kèm chú thích: đẹp đôi số 2 thì không ai số 1 luôn, đẩy thuyền mọi người ơi, Thùy Tiên ăn đức VIA nhé. Thế nhưng fan nàng hậu lại không đồng tình với màn ghép đôi này. Nhiều người cho rằng một chàng trai nhiều thị phi như Đạt Villa không phù hợp với Thùy Tiên. Thời gian này, Hoa hậu Thùy Tiên cũng đang được đông đảo khán giả đẩy thuyền với hot YouTuber Quang Linh Vlog vì quá đẹp đôi. Loạt video hình ảnh có sự tương tác giữa Thùy Tiên và Quang Linh cũng bất ngờ gây sốt trên mạng xã hội. Mới đây, chia sẻ với Trí Thức Trẻ, Thùy Tiên cho biết đã cảm thấy rất vui khi bản thân mình và nam YouTuber nổi tiếng được nhiều người chú ý đến. Người đẹp vui vì dự án cộng đồng của mình và Quang Linh đã được lan tỏa rộng rãi đến với công chúng để khán giả hiểu hơn về cuộc sống của người dân Angola. Chia sẻ với Trí Thức Trẻ, Thùy Tiên cho biết việc bị ghép đôi với Quang Linh cũng khiến cuộc sống của cô bị ảnh hưởng ít nhiều. Cô lo sợ mọi người sẽ để tâm đến các câu chuyện, các mối quan hệ nhiều hơn thay vì tập trung vào dự án. Thùy Tiên cho biết đến hiện tại, cô và Quang Linh vẫn chỉ là những người bạn. Sau khi kết thúc chuyến thiện nguyện tại Angola, Thùy Tiên vẫn giữ liên lạc với nam YouTuber và các anh chị trong team châu Phi. Ngay sau khi Thùy Tiên khẳng định chỉ là bạn với Quang Linh Vlog, các fan từng đẩy thuyền cặp đôi này đều tỏ ra vô cùng tiếc nuối. Ai cũng cho rằng nếu cả hai mà đến được với nhau thì thật sự xứng đôi vừa lứa. Nhiều người hy vọng bây giờ Thùy Tiên xem Quang Linh là bạn, nhưng biết đâu sau này vẫn có thể sẽ khác. Chỉ cần người đẹp còn độc thân thì Quang Linh vẫn còn cơ hội. Tuy nhiên, một số ý kiến lại cho rằng việc đẩy thuyền chỉ vui thôi chứ đừng vui quá. Nếu người trong cuộc đã phủ nhận thì mọi người nên tôn trọng.